Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ bộ đề thi bằng lái tại Mỹ, bang South Carolina, đề số 4 bảng tiếng Anh. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người.